Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là La Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Rồi thì hôm nay sẽ là cái video chuẩn bị để mà mình đi đánh nha, đi đánh ở lâu đài Osaka. Nguyên nhân đó là do ông này còn hơi yếu, mình chưa đi lâu đài Osaka được. Nếu mà đánh ở Nightmare, họ đã đánh ở cái mức nói sao ta, đánh ở cái mức khó thì có thể đi được, nhưng mà Nightmare đi không nổi các bạn ạ. Với lại mình cũng phải luyện thêm bà Lady Hakawa nữa. Nói chung là mình tính là cho ông này là 5 tập như những nhân vật khác, nhưng mà riêng ông này thì mình đánh khá là thích, cho nên là mình quyết định cho ông này là một cái chiến dịch đặc biệt để với lão mới được 6 tập các bạn nha. Ông này thì nói chung tính tới hôm nay là mình bắt đầu phải cho đi cày cấp nè, vừa phải đi cày tiền mà vừa phải đi cày cấp, thành ra là mình cất bớt cái chiêu tấn công vô rồi. Ngoài ra thì bà Lady Hakawa cũng còn phải nâng cấp chút xíu. Nói chung là tại vì hôm bữa mình nói chuyện với bạn story về game Việt Nam xong á, thì nói chung là mình có khá nhiều ý tưởng khá hay để tiếp tục làm video về cái ông này. Ngoài ra thì hình như là bạn story game Việt Nam bữa nay hình như bạn ấy mới đăng một cái đoạn opening của Tổng Chí 4 thì phải. Nói chung là nhìn coi lại thì vẫn cảm thấy cái cảm giác sung sướng của ngày nào á. Nhưng mà thật lòng mà nói thì kêu chơi giờ nhìn thì các bạn là không có cảm giác muốn chơi nữa. Tại vì khi nói như mình đã nói rất nhiều lần á, từ hồi mà mình chơi cái con Samurai World 4 này xong á, là hầu hết những cái con game khác của cô ơi là mình không có hứng thú. Không phải là mình chê, mà nói chung á là tại vì mình quen với cái lối đánh dồn dập bên này rồi, kêu mình trở lại mấy cái bạn đó nó đánh mà không có dồn dập á, nó hơi khiến mình hơi khó chịu. Mà quan trọng nhất là gì các bạn biết không, đó chính là cái việc mà có nhiều nhân vật, mình chơi được hai nhân vật cùng lúc á, mình thích hơn. Con Warrior Orochi á thì nó cho ba nhân vật cùng lúc, nhưng mà nó lại bắt ba con là phải đi chung chỗ, như một cái tổ đội vậy đó, chứ không phải là chắc tách hai con ra giống như bên này, tách hai con ra như bên này vậy mà chơi ngon hơn. Lại nó lúc đó chúng ta đánh dồn dập, nhân vật này bận di chuyển thì nhân vật kia ra đánh, chúng ta đổi qua nhân vật kia đánh. Còn trong khi đó dụ như chúng ta chơi bên Warrior Orochi á, nó rất là mất thời gian di chuyển. Chúng ta mà chưa nâng được con ngựa, chưa nâng được ngựa tốt á, hoặc là chúng ta không kiếm được ngựa tốt á, thì chúng ta đi rất là chậm, nó rất là phiền phức, nhiều khi nó mất cái thời gian chúng ta di chuyển các bạn, bực mình lắm. Thành ra là từ hồi mà mình chơi được cái con này tới giờ là mình thích luôn là vậy á. Con này không hẳn là hay đâu, nó cũng mình cho nó cũng chỉ chừng 8 trên 10 thôi, nhưng mà thật sự cảm giác chơi rất là thích các bạn. Ông này chính là ông Shogun thứ hai của chính quyền mặt phủ Tokugawa nè, Hidetaka, con trai của Ieyasu đó các bạn. Ông dưới thời ông này thì nhìn chung Nhật Bản vẫn còn mở cửa với nước ngoài, đến đời Shogun thứ ba đó mới là cấm nước ngoài nha, thực hiện chính sách Sakoku á, như là tỏa quốc ấy. Thì đó, nói chung là bạn story game Việt Nam bữa thì bạn có hỏi mình là có phải là Tokugawa là người giành chiến thắng sau cùng và cai trị đến muôn đời hay không, thì đó cái cai chiến thắng sau cùng thì đúng, nhưng mà cai trị tới muôn đời thì không đúng rồi. Về cơ bản thì họ Tokugawa cũng chỉ vì Nhật Bản là hơn được 200 năm thôi. Tại như mình nói đó, sau cái thời chiến quốc này là Samurai cũng suy tàn luôn, bởi vì họ là những cái người bảo vệ chế độ phong kiến ở Nhật Bản, thì khi chế độ phong kiến Nhật Bản suy tàn họ cũng phải tàn theo thôi. Làm gì có cái thế lực nào mà nó bền vững như chăng sao đâu. Có chăng thì hôm nay chúng ta thấy những gì mà người ta nhớ đến Samurai là nhớ thì nói cho mãn tinh thần, chứ còn mà cái cơ chế quản lý xã hội của Samurai đến hôm nay hầu như không ai xài nữa rồi. Đơn giản là vì nó không còn phù hợp với thời đại, nó chỉ phù hợp với thời phong kiến thôi. Mà bản thân Samurai gốc của họ mới chỉ là những người nông dân giàu có. Và lý do tại sao là chính quyền Nhật Bản lại sử dụng những người nông dân giàu có này thì đơn giản là để họ phát triển kỵ binh thôi các bạn ạ. Tại ngựa chiến vẫn là một cái gì đó khá là đắt đỏ, gốc của Samurai vẫn là những kỵ binh nha các bạn. Cho nên nó là khi đó chỉ có những người nông dân giàu có mới đáp ứng được cái việc đó là tự trúc quân trang quân bị để mà xây dựng phát triển cái lực lượng kỵ binh cho Nhật Bản. Nói chung là nó cũng hao hao với phương Tây vậy đó, Nhật Bản nó ở châu Á với mình nhưng mà nó lại có rất nhiều điểm nó giống phương Tây các bạn. Cái chiêu chém ra cái cây thánh giá này cũng khá là hay chứ. Nhà Tachibana thì hình như không có cải đạo nha các bạn, mà nói chung là họ cũng là do ở đảo Củ Châu á, thành ra là họ có dịp là tiếp xúc với phương Tây khá là nhiều. Đảo Củ Châu hầu như luôn luôn là cái đảo mà nó có điều kiện tiếp xúc bên ngoài nhất đối với Nhật Bản. Shikoku cũng có nhưng mà hạn chế hơn. Bản quốc thì nó bự rồi, không nói hầu như là thương nhân nước ngoài nào tới thì cũng phải tới bản quốc. Thậm chí là người Mỹ về sau là chọn tới bản quốc trước chứ không chọn tới Củ Châu trước. Củ Châu thì chủ yếu là tiếp đón những cái thế lực mà nó đến từ châu Á hoặc là nó chiếm đóng được ở châu Á rồi. Anh Pháp thì đến Nhật Bản thông qua đường Củ Châu. Nhưng mà Mỹ thì đến thẳng Edo, tức là đến thẳng thủ đô Tokyo ngày nay luôn á. Thì còn nếu mà nói về cái sự sụp đổ của Samurai thì nó cũng dễ thôi các bạn ạ.
nó giống như hiệp sĩ ở phương Tây vậy đó. Khi mà cái cơ chế của cái xã hội phong kiến nó bắt đầu nó xuất hiện cái mâu thuẫn rồi đó, thì nó sẽ sụp đổ thôi. Trong chiến tranh đó, thì samurai là những cái người có thể nói là rất là quan trọng đối với xã hội, tại vì họ quyết định thắng bại trên chiến trường. Dẫu những người lính nông dân á có đông đảo tới đâu thì họ cũng không thể đóng vai trò chủ đạo trên chiến trường được, bởi vì chỉ có samurai là lực lượng tinh nhuệ và chủ lực của quân đội Nhật Bản thời kỳ phong kiến. Ngoài ra thì họ cũng là tầng lớp trí thức luôn các bạn nhé. Chữ sĩ ở đây vừa là võ sĩ nhưng mà cũng vừa là cái người chí sĩ ấy, cái người mà có trình độ xã hội đó các bạn, tại họ cũng phải học chữ viết chứ không phải chỉ luyện kiếm không. Ngoài ra thì còn có nhiều cái vấn đề khác nữa, họ vô là họ cũng vừa là quan, họ cũng có thể là quan văn nha các bạn. Samurai không nhất thiết lúc nào cũng phải là quan võ đâu. Đó thì các bạn có hiểu như vậy. Nhưng mà khi mà chiến tranh qua đi rồi thì như mình đã nói rất nhiều lần đó, thì số lượng samurai mà xã hội Nhật Bản cần khi ấy á, thì nó cũng chỉ còn có khoảng chừng 1/3 thôi. Ví dụ như trước đây thời Chiến Quốc có 100 người làm samurai, thì đến khi mà chiến tranh kết thúc rồi á thì Nhật Bản chỉ cần chừng 33 hay cùng lắm mình cho là 40 người ở lại thôi. Còn lại thì đi đâu thì tùy xã hội không biết. Thành ra khi đó bắt đầu những cái samurai họ thất nghiệp, họ không có việc làm. Họ thậm chí là những samurai nào có lãnh địa thì ông nói ông nào không có lãnh địa mà xưa giờ ăn lương là chỉ có đi làm lính canh phòng hay gì đó. Thậm chí là nhiều ông mà đi phá phách là đủ thứ, chưa kể là thành còn hành ron mất chủ rồi, thành ronin là đủ thứ nữa. Nói chung nó phiền đủ thứ chuyện trên đời dưới đất trơn á. Như là samurai mà tới khi cái thời của họ bắt đầu họ tàn rồi đó, là đủ thứ chuyện nó xảy ra trên đời này. Thì nói chung khi mà thế lực của samurai bắt đầu tàn rồi thì nó xuất hiện nhiều cái hướng đi cho samurai chứ không có. Một á là họ tự sát, lại đơn giản là nếu mà họ không có chỗ cho họ trong xã hội nữa thì theo đúng luật là họ phải tự sát. Tất nhiên là đâu có ai muốn tự tử bao giờ. Thành ra cái số thực samurai tự tử theo cách này á, vì lý do này cũng ít hơn các bạn. Trong khi đó thì cái đường tiếp theo mà họ có thể chọn đó là trở lại làm dân thường. Thường thì đã lên tới tầng lớp cao nhất trong xã hội phương Đông là chữ sĩ á, thì ít ai chịu xuống lắm. Ít ai chịu làm về quay về làm dân thường lắm các bạn. Nhưng mà cũng có chứ không phải không. Tiếp nữa đó là họ phải ráng chiến diệt của samurai để làm, nhưng mà tất nhiên cái con đường này cũng khá là chông gai. Vì đơn giản là như mình nói đó, khi đó xã hội không cần họ nhiều nữa. Thành ra là họ rất khó kiếm cho mình một công việc mà nó ưng ý hay là kiếm được một người thu nhận họ. Tại lúc đó cái đại danh, cái daimyo họ cũng không có muốn tuyển quá nhiều samurai để làm gì, mà khi đó họ cũng muốn tập trung cái quyền lực đó vào gia đình họ. Thành ra chưa kể lúc đó samurai phải làm những cái việc mà nó hơi trái với lại cái đạo lý, khi mà họ bắt đầu có những cái hành vi đó là lợi dụng hôn nhân chính trị để mà bước chân vào quan trường đồ vân vân. Và sau cùng thì họ chỉ có thể tìm một đường khác nữa, đó là ra nước ngoài thôi, và họ trở thành những người lính đánh thuê vân vân. Nhưng mà một cái may mắn cho xã hội Nhật Bản là nó khác với xã hội các nước Á Đông khác á, đó là nó đóng cửa nhưng không hoàn toàn, tại bản thân nó vẫn phải nhập khẩu một số mặt hàng từ nước ngoài về. Ví dụ như là nó vẫn phải đặt quan hệ ngoại giao với lại buôn bán với lại Trung Quốc và Triều Tiên. Ngoài ra thì còn có đặt quan hệ ngoại giao khác với Hà Lan, để mà trước đây những cái vùng nào mà Nhật Bản buôn bán á mà bây giờ không được đến buôn bán nữa, ví dụ như nước ta đi, thì người Nhật Bản sẽ nhờ người Hà Lan chở hàng thuê. Tuy rằng á là người Hà Lan chỉ được phép đến đảo Tsushima, một cái hòn đảo ngoài khơi xa mà nó nằm gần tỉnh Nagasaki á, nhưng mà cái điều này nó cũng đã tạo ra một cái ưu thế cho xã hội Nhật Bản, đó chính là họ đã có cơ hội tiếp xúc với văn minh phương Tây. Và từ đây nó rộ lên một cái phong trào gọi là Hà Lan học, gọi là phong trào Rangaku. Nếu mà các bạn đọc theo tiếng Nhật á, nó gọi là phong trào Rangaku. Thì từ đây á, bắt đầu là người Nhật Bản bắt đầu tiếp thu những cái thành tựu của văn minh phương Tây. Tất nhiên nó cũng chỉ mang tính chất là manh mún thôi, nó chưa có phải là tạo thành một cái phong trào mà rộng khắp. Nhưng mà tụi chung lại thì người Nhật Bản bắt đầu họ đã có ý thức hơn về cái xã hội của họ, và rằng á, là họ phải thay đổi cái xã hội đó một cách dần dần và từ từ. Ngoài ra thì như mình nói đó, khi mà cái thế lực của võ sĩ nó không còn mạnh rồi á, thì nó bắt buộc là nó phải sống cộng sinh với những cái khác và nó phải thay đổi. Võ sĩ có tiền thì cũng phải tham gia kinh doanh chứ, mà chỉ có thu lợi nhuận từ đất đai hay là ông nào không có đất mà đi làm công mà chỉ có tiền công thì không giàu nữa. Tại ngày xưa samurai là giàu là một phần là nhờ những lợi phẩm được chiến tranh, chứ bản thân họ lương họ cũng trả mà lương bổng họ cũng trả được nhiêu đâu, cũng được tí tiền tí gạo thôi à. Đấy, thành ra là chưa, nói chung là cái thời điểm thay đổi rồi. Thương nhân có tiền thì cũng có thể mua chức vị, đi mua danh tước vị đổi thành quý tộc, tức là thành samurai. Thành ra là cái chúng ta nói sĩ nông công thương nó không còn giữ nguyên cái đó nữa, thì đương nhiên là cái xã hội đó nó cũng không thể nào vận hành như trước. Vậy thôi, các bạn có hiểu đơn giản về lịch sử hầu như quốc gia nào nó cũng như nhau ở cái mảng này. Phương Tây thì hiệp sĩ nó cũng họ cũng mất dần đi những cái ưu điểm của họ, và dần dần họ cũng tha hóa trước đủ thứ vấn đề, không chỉ đơn thuần là cái vấn đề về
cái năng lực kinh tế của họ mà nó còn nhiều vấn đề khác. Thì đó dần 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 xã hội Nhật Bản nó thay đổi, những người nông dân cũng bắt đầu phải tìm đường ra thành thị để mà làm ăn, chứ họ không thể nào ở mãi trong nông thôn được. Rồi nói chung từ từ dần dần hình thành một cái tầng lớp người mà nó cũng hao hao như công nhân ở bên phương Tây á, nói chung là cũng bị mất ruộng đất rồi phải chạy ra thành thị làm công ăn lương. Rồi đó từ từ thì đến khi mà bắt nói chung là xã hội Nhật Bản khi đó vẫn khá là khép kín, tại nhìn chung nó cũng không quan hệ bên ngoài quá nhiều. Nhưng mà khi mà tàu chiến Mỹ đến Nhật Bản năm 1853 đó, thì lúc này nó hoàn toàn nó thay đổi cái xã hội Nhật Bản. Nguyên nhân đó là lúc này chính quyền Shogun nó không còn tỏ ra mình là một cái người trị vì xứng đáng nữa, khi mà họ sẵn sàng là đầu hàng trước ngoại bang và ký những cái hiệp ước bất bình đẳng với nước ngoài, mà cụ thể ở đây là với người Mỹ. Bạn nào coi Gintama thì các bạn sẽ thấy đó là cái thế của Nhật Bản khi đó hoàn toàn khác luôn. Chính quyền Shogun là gần như cúi đầu trước lại thế lực của nước ngoài, không dám chống cự, đơn giản là tại thấy tàu chiến Mỹ bắn vài phát là họ thừa thấy là đánh là họ thua rồi đó. Mà sự thật thì cũng đúng là vậy. Lấy lực lượng quân đội thế kỷ thứ 16 lấy mấy khẩu súng bắn bằng dây cháy chậm, mấy khẩu Matlock đó mà rồi đấu với lại, lưu ý lúc đó thì Mỹ cũng chưa có súng trường bắn bằng hạt nổ đâu, vẫn là hỏa mai thôi mà hỏa đời cuối. Nhưng mà tàu chiến của Mỹ lúc đó là bắn đạn trái phá rồi, mấy ông Nhật lúc đó không chỉ có đạn mỗi đạn gang thôi, cùng lắm là có mấy cái bình gốm đựng dầu rồi bắn cho nó cháy rồi thôi à. Thì tất nhiên là không thể nào mà đấu được với tàu chiến Mỹ cả. Tất nhiên ngay cả khi quân đội Mỹ đổ bộ lên bờ thì quân của Shogun cũng khó là thắng được lắm. Thành ra dần dần nó mới có cái tư tưởng đó. Mà tất nhiên là cái việc mà cho người Mỹ mà mở cửa cho người Mỹ vào cái thị trường Nhật Bản á, thì nó phá hoại cái cấu trúc của thị trường Nhật Bản và nó khiến cho người dân Nhật Bản gần như là bị phá sản. Tại các bạn biết rồi, đã sản xuất thủ công thì không bao giờ mà nó bằng nổi cái sản xuất bằng máy móc hết. Đang người dân Nhật Bản họ thất nghiệp, họ mất việc làm rồi bắt đầu họ oán chính quyền, rồi chứ từ từ nó mới tạo ra cái nguồn dân sự để mà cái tụi nhân viên chiến sĩ á, mấy cái đứa mà nó bất mãn với chính quyền Shogun, nó muốn xây lại dựng lại một cái nước Nhật Bản mà hùng cường cỡ nào á, nó phát triển. Mà tất nhiên là cái xã hội cái nhân viên chiến sĩ thì nó tuy rằng là thể hiện cho tinh thần yêu nước của người Nhật Bản, nhưng mà nó lại đi ngược cái sự phát triển của thời đại, thì đơn giản là đương nhiên là nó không thể nào mà nó giành chiến thắng được hết. Còn cái đám tân đảng thì nói về cơ bản nó cũng chỉ là một cái đám giống như là samurai cảnh sát được tạo ra để mà giữ gìn an ninh thôi. Thì mấy thằng samurai đó thì nó cũng không còn thuần chất là samurai nữa, mà đôi khi nó cũng có những cái việc làm mà nó không đúng với là tinh thần của samurai. Bạn nào coi Gintama chắc cũng thấy rồi đó, tân đảng nó như thế nào rồi. Nghĩa là nó không bựa tới mức gì trong cái Gintama mà nó biếm họa. Nhưng mà ở đây các bạn có thể hiểu là cái tụi tân đảng tuy là nó mang tiếng là samurai nhưng mà hay bị gọi là samurai sân vườn ấy, nó cũng đôi khi nó phải chấp nhận những cái hành động mà bị coi là hèn hạ để mà nó hoàn thành nhiệm vụ. Tại vì với nó lúc này là hoàn thành nhiệm vụ mới là cái mục tiêu cao nhất, chứ không phải là cái danh dự hay là cái kiểu tinh thần của chí đạo nữa các bạn ạ. Tuy rằng là về sau là nó vẫn sống chết với nó bảo vệ cái chính quyền của Shogun, nhưng mà trước cái sự phát triển của thời đại lúc đó thì đã minh trị minh tân rồi, thì nó không thể nào thắng nổi những cái gia tộc mà đã quyết định đó là bỏ tướng quân để mà theo Trung Hoa. Tức là những cái gia tộc mà nó đoạn ứng phát triển Nhật Bản hay người của bản chủ nghĩa đó. Vậy đấy. Rồi thì bên cạnh đó thì như mình nói đó, là những cái phiên quốc mà nó nằm ở phía Tây của Nhật Bản thì thường nó sẽ có điều kiện nó phát triển và giao lưu bên ngoài, nó học hỏi nhiều. Thì lúc đó có ba cái phiên quốc nó đứng lên nó chống lưng cho thiên hoàng để mà chống lại Shogun á, là ba phiên Choshu. Choshu là mạnh nhất. Sau đó là tới phiên Satsuma. Ở đây nhiều người thì cho rằng phiên Satsuma mạnh hơn, nhưng mà về cơ bản thì Choshu mới là cái phe mà nó đóng vai trò chủ lực trong cái cuộc chiến với lại Shogun khi mà ủng hộ thiên hoàng. Còn các bạn nào chơi game hay là bạn nào mà đọc tài liệu mà thấy là nó nói Satsuma mạnh hơn á thì thôi tùy, nói chung là thực lực của hai phe này nếu mà đánh nhau cũng chưa biết ăn hay thua, thành ra thôi chúng ta cũng không nên bàn cãi nhiều ở cái mảng này. Phiên Satsuma nó cũng chính là cái phiên của nhà Shimazu á nha các bạn. Tosa thì nó chính là nhà Tsukobe, cái chỗ của nhà Tsukobe năm nào ấy. Còn Choshu thì nó lại một phần của nó là ảnh hưởng của nhà Mori, thậm chí là nếu mà nó là hậu duệ của nhà Mori luôn cũng chả sai. Thì ba cái phiên quốc này nó chống lưng cho thiên hoàng để mà chống lại phe Shogun, nó giảng hòa với nước ngoài và nó sẵn sàng nó học tập kinh nghiệm với nước ngoài, tổ chức và phát triển kinh tế theo mô hình của phương Tây rồi vân vân. Các bạn sẽ thấy đủ thứ, thậm chí là nó sẵn sàng nó mướn luôn cả sĩ quan phương Tây về đủ thứ. Thì đó dần dần nó mạnh lên và kết quả là khi mà nó đem quân tới Kyoto nó hộ giá cho thiên hoàng, khi mà Shogun đem quân về để mà trấn áp thiên hoàng đó, thì rõ ràng là nó đã là chiến thắng. Tuy rằng sau đó thì cuộc chiến tranh Boshin vẫn nổ ra và kéo dài khoảng một năm, thì nhìn chung lúc đó thì Nhật Bản vẫn nhìn chung là có điều kiện để mà phát triển và kết thúc chiến tranh nhanh trước cái sự phát triển mạnh của các phiên quốc mà nó ủng hộ thiên hoàng. Nói chung lúc đó thì Nhật Bản nó vẫn bị chia 5-7 thành các phiên quốc á. Nói cách khác là nó vẫn là một cái chính quyền phong kiến mà gọi là phong quyền á, chứ nó chưa được là một chính quyền phong kiến mà tập quyền như là kiểu của phương Đông mình.
Có nghĩa là cái nền phong kiến của nó còn yếu hơn cả của Trung Quốc hay là của Việt Nam mình nữa cơ. Nhưng mà chính vì vậy nó tạo điều kiện cho Nhật Bản thay đổi và phát triển. Còn dạng như chúng ta tập quyền lâu quá rồi, thành ra đứng trước cái thay đổi là chúng ta không chấp nhận. Và chính vì chúng ta không chấp nhận cho nên là chúng ta không cải cách được. Còn họ do cái nền phong kiến của họ nó không đủ vững, cho nên nó là họ mới cải cách thành công. Thì nói chung là cái gì nó cũng có mặt lợi và mặt hại của nó thì thôi, chúng ta ở đây chúng ta cũng không nói ai hơn ai. Nhưng mà quan trọng ở đây là chúng ta có thể thấy là Nhật Bản họ đã thành công trên cái con đường cải cách của họ. Và nói chung á thì nhìn chung thì họ cũng đã biết giải quyết những cái mâu thuẫn với nhau để mà nó tránh nó bùng lên một cuộc chiến tranh lớn hơn. Và nó kết thúc cái cuộc chiến tranh đó trong một thời gian ngắn. Ngoài ra thì Nhật Bản họ có một cái đặc điểm đó là thiên hoàng thì không nắm thực quyền mà nắm thần quyền. Thành ra về cơ bản thì ai nắm quyền thì cũng được, thiên hoàng vẫn ở ngôi cao nhất là được các bạn. Và đây cũng chính là lý do mà về sau thì chính quyền chính phủ Cộng hòa không thể nào thiết lập được ở Nhật Bản. Tại vì sau khi mà phe tướng quân nó thua đó thì một số sĩ quan Pháp đã ủng hộ cái những cái thủ lĩnh của phe này chạy lên đảo Hokkaido để mà thành lập ở đây một chính quyền Cộng hòa. Nhưng mà sau đó thì nó vẫn bị liên quân của các phi quốc mà nó theo thiên hoàng để mà nó kéo quân lên nó đánh bại. Vậy thôi. Thời thế thế thời mà các bạn. Đặc điểm của Nhật Bản là nó không có chấp nhận cái chính thể Cộng hòa. Thiên hoàng vẫn là cái người nắm thần quyền trong tay, và đến hôm nay các bạn thấy đấy đó. Người Mỹ nhìn giành chiến thắng ở trước Nhật Bản trong thế chiến thứ hai, nhưng mà sau cùng vẫn phải duy trì thiên hoàng thôi, đâu có dám bỏ đâu. Sợ dân Nhật nó nổi dậy nó làm loạn nữa thì mấy ông Mỹ cũng mệt. Còn các bạn muốn biết là chính quyền thực dân phương Tây hay là về sau này các nước phương Tây mà sợ dân châu Á mình nó lập loạn như thế nào á, thì các bạn có thể nhìn cái qua cái trường hợp của Trung Quốc với lại các nước phương Tây á. Khi mà Nghĩa Hòa Đàm nổi lên một lần thôi là tụi phương Tây nó cũng sợ xanh mặt lắm rồi. Thành ra bây giờ ở Nhật Bản tinh thần của nó, dân tộc của nó còn cao hơn cả Trung Quốc cơ. Thì liệu nó nổi lên cái gì, một cái gì đó mà nó còn ghê hơn cả Nghĩa Hòa Đàm thì ai mà chịu cho nổi. Thành ra thôi thà duy trì thiên hoàng vẫn còn tốt hơn. Thành ra cái việc mà chính phủ mà Cộng hòa của Nhật Bản thành lập nó ở Hokkaido là tồn tại trong thời gian ngắn rồi bị diệt, cái chuyện đó hết sức bình thường các bạn. Và nhìn chung thì người Nhật Bản họ chúng chính nhờ họ tinh thần của họ khá cao á. Thành ra khi mà các samurai mà đã quyết định hàng thiên hoàng rồi á thì họ vẫn được giữ những cái địa vị tốt trong xã hội. Tại đơn giản là họ vẫn là những cái thành phần mà gọi là có thể nói là trí thức. Thành ra là họ vẫn rất có giá trong xã hội các bạn thấy không? Nói chung là hầu như là tước vị có thể mà họ có thể mất, nhưng mà những cái quyền lợi kinh tế khác thì hầu như họ vẫn còn được giữ. Và về sau thì các bạn cũng có thể thấy là Nhật Bản nó có một cái nét gì đó nó hao hao nước Pháp thời phong kiến á. Dạng như muốn lên chức thì phải có tiền, có này có nọ kia. Thành ra là nếu mà không có những cái đó thì hầu như chỉ lên chức đại úy là hết rồi. Ngoài ra thì người Nhật Bản vẫn còn phạm phải một số cái tư duy về mặt chiến thuật, về mặt quân sự. Ví dụ như là họ tư duy rằng là đánh là phải đánh được tàu chiến thì mới là hay, còn nếu mà đánh được tàu chở hàng thì không hay. Thành ra là khi mà trong cuộc chiến về sau của họ với người Mỹ thì họ cũng phạm vào cái sai lầm này, dẫn đến là họ không, khi mà họ đánh trên châu cảng tuy rằng là họ tấn công được khá nhiều vào tàu chiến của Mỹ, nhưng mà hầu như là những cái cơ sở hạ tầng của ở trên châu cảng mà phục vụ cái việc mà tác chiến nó vẫn còn. Thành ra về sau thì người Mỹ quật cờ lại khá là nhanh. Hay là trong những cái chiến dịch khác thì các bạn cũng có thể thấy đó là người Nhật chủ yếu là tấn công tàu chiến Mỹ chứ hầu như không tấn công tàu chở hàng hay là tàu chở quân. Nếu có thì do lúc đó là không có tàu chiến để mà họ đánh thôi, chứ còn không thì họ sẽ ưu tiên đánh tàu chiến trước. Và điều này dẫn đến đó là họ không đánh được vào cái nguồn lực của đối phương, mà họ lại chủ yếu là đánh vào cái khả năng chiến đấu của đối phương. Họ đánh vô cái đó thì đương nhiên là cũng được thôi, thậm chí đánh được cái đó nó còn tốt hơn tàu chở hàng, nhưng mà đổi lại thì họ thiệt hại nặng. Và đó là những cái mục tiêu mà nó có khả năng chiến đấu cao vậy thôi. Nói chung là cái tinh thần samurai nói chung là nó cũng hại Nhật Bản khá là nhiều chứ không phải lúc nào cũng lợi. Nhưng mà đa phần thì người Nhật Bản vẫn rất là đề cao cái tinh thần samurai này. Sau thế chiến thứ hai á, thì nó xuất hiện một cái tầng lớp người Nhật mới, nó không còn hướng tới cái việc đó là tìm cái vinh quang ngoài chiến trường hay đề cao tinh thần samurai nữa, mà họ chỉ đề cao tinh thần dân tộc thôi. Và họ chủ yếu là cố gắng xây dựng một cái đất nước Nhật Bản giàu có cũng như là xây dựng một gia đình mà nó hạnh phúc. Nếu mà các bạn có đọc Doraemon thì các bạn có thấy đó là bố của Nobita là một trong những cái hình mẫu của người đàn ông Nhật Bản sau thế chiến thứ hai đó. Phải trải qua chiến tranh, phải trải qua cái thời kỳ mà phải sơ tán về miền quê, sống cực khổ nhưng mà phải ráng sống, không có từ bỏ. Rồi sau này á, là đi làm thì ráng hết sức nuôi vợ, nuôi con, chịu mọi khó khăn, chứ là nhiều lúc bị sếp ức hiếp thì cũng chỉ dám về khóc với mẹ thôi, chứ cũng đâu có dám bật cấp trên đâu các bạn thấy không. Đó, nhưng mà nhìn chung là gì vẫn luôn yêu thương vợ, thương con. Thậm chí là có một con mèo ở đâu đó nó tới nó nhà mình nó ở, ổng cũng cho ở luôn đấy thôi. Đó, một cái con người rất tốt các bạn. Đó là hình mẫu của một người dân Nhật Bản mà sau chiến tranh ấy, nói chung là khá là tuyệt vời. Tuy rằng là ngày hôm nay thì dân tộc Nhật Bản họ cũng đang dần mất đi những cái lợi thế vốn có của họ.
khi mà cái thế hệ trẻ Nhật Bản hiện giờ chắc các bạn cũng thấy rồi đó, vấn nạn hikikomori, rồi cái việc là làm, nói chung là ai lười thì quá lười, không muốn làm gì hết mà chỉ sống khép kín, sống như một cái con tầm vậy đó. Người thì lại làm việc quá sức dẫn đến là chết trong lúc đang làm việc và đủ thứ. Thành ra cái xã hội Nhật Bản nói chung là nó hay thì nó có hay, nhưng mà bản thân nó cũng tồn tại khá là nhiều vấn đề các bạn. Thành ra chúng ta khen Nhật Bản thì khen, với chúng ta cũng đừng học theo những cái thói xấu của họ, là chúng ta cũng không cần phải đề cao họ quá, tại bản thân họ cũng gặp những cái vấn đề của riêng họ, mỗi quốc gia đều như thế. Ngay cả cái giáo dục của Nhật Bản thì cũng không phải cái gì chúng ta cũng nên học các bạn, tại vì là nếu mà nhìn nhận một cách khách quan thì đúng là giáo dục của Nhật Bản rất là hay. Khi mà nó chỉ khi mở giai đoạn mà gọi là trung tiểu học nè với là trung học cơ sở thì nó không có đặt nặng cái thành tích, mà hầu như là học sinh đi học khá là nhẹ, thậm chí là không có bài tập gì nhà, mà nếu có thì thường cũng không nhiều, chủ yếu là hoạt động trải nghiệm mà đủ thứ này nọ kia. Nhưng mà cũng chính vì quen với cái lối nhàn nhàn đó rồi á, mà về sau thì họ cũng gặp một cái vấn đề khác, đó chính là học sinh của họ nó bị sốc khi mà nó lên cấp 3, chúng ta bắt đầu nó phải chạy đua. Nếu như mà nó muốn nhàn á thì nó có thể học nhàn, nhưng mà sau đó chắc chắn nó không bao giờ đậu được một cái trường đại học tốt, thậm chí là không thể đậu đại học, thì khi đó nó chỉ có thể làm những công việc lao động tay chân thôi. Mà cái lối mà nói chung là những cái người này thì về cơ bản tất nhiên họ vẫn chấp nhận lao động để không có tiền họ sống, nhưng mà sau đó thì họ lại cảm giác là họ chán đời, họ không muốn lấy gia đình, lập gia đình, họ sinh con, tại họ cho rằng đó là họ nếu mà không lo cho con họ được bước lên đến cái vị trí cao xã hội thì không tanh nó ra làm gì. Còn những cái người mà họ đã quyết định trèo cao rồi đó thì họ lại phải dành quá nhiều thời gian cho công việc và sự nghiệp của họ, họ đề cao cái mối quan hệ của họ trong công việc nhiều hơn là mối quan hệ với gia đình. Thành ra rốt cuộc thì nó cũng lại gặp ra những cái vấn nạn khác của xã hội, như là trẻ con thiếu sự quan tâm của cha mẹ đủ thứ, hay là lối gia trưởng khi mà họ luôn cho rằng là người đàn ông thì phải luôn là trụ cột gia đình, mà người phụ nữ thì phải biết chăm lo cho gia đình, thì không cần phải lo sự nghiệp riêng. Phụ nữ có thành công sự nghiệp tới đâu thì cũng không bằng được cái việc cái người phụ nữ biết lo cho gia đình đủ thứ này nọ nọ kia. Nó riết phụ nữ thì cũng không muốn lập gia đình, tại vì đơn giản là họ lập gia đình thì họ mất tất cả, họ mất rất nhiều thứ, nó tất cả thì không hẳn, mà mất khá là nhiều thứ. Ngược lại người đàn ông thì luôn luôn chịu cái áp lực đó là mình phải thế này thế nọ thế kia, phải kiếm ra thật nhiều tiền để lo cho vợ cho con, rồi đủ thứ áp lực trên trời dưới đất. Riết là họ cũng muốn kết hôn, mà các bạn thấy tình hình Nhật Bản ngày hôm nay nó như thế nào rồi đó. Thành ra có thể nói Việt Nam chúng ta vẫn là một cái nước gia dễ sống các bạn. Nói chung là chúng ta có những vấn đề của riêng chúng ta, họ có những vấn đề của riêng họ, nhưng mà tụ chung lại á, chúng ta khen họ thì cũng phải chê họ, chúng ta chê chúng ta, tự phê bình chúng ta thì chúng ta cũng phải biết tự khen chúng ta. Nói chung là giống như chúng ta đang, các bạn cứ tưởng tượng giống như ở trong cái cuộc bình bầu cuối năm vậy đó, có khen có chê, có nhận xét ưu khuyết điểm, chứ cũng không chê không mà cũng không khen không các bạn. Chứ mà đi mở miệng ra là khen người tự chê ta, cái đó là tự nhục. Còn cái gì mà cũng khen mình là chê người khác thì nó lại thành tự cao. Thành ra các bạn có thể thấy nó chúng ta trong cái cuộc sống này đánh giá phải luôn luôn trung lập và khách quan là vậy. Thương thì thương, ghét là ghét, nhưng mà đánh giá là phải luôn luôn công tâm, không được lấy cái ý thức chủ quan của mình để mà đứng về phía một thế lực nào đó, một ai đó. Thì nếu vậy chúng ta không còn trung lập, không còn khách quan nữa, thì cái lời nói của chúng ta nó mang chất phiến diện. Nó có thể đúng, nó có thể sai, nhưng mà rõ ràng nó phiến diện, cái đó là điều chắc chắn. Bản thân trong người ta nói trong xã hội này thì không có đúng có sai hoàn toàn, mà chỉ có đối, đặc biệt đối với mặt xã hội nha. Tự nhiên thì đương nhiên là có đúng có sai rồi, cái đó không nói, nhưng mà về cơ bản thì về mặt xã hội thì khoa học xã hội á, thì không có đúng có sai tuyệt đối, mà tất cả là nằm ở cái góc nhìn và cái quan điểm chính trị của chúng ta vậy thôi. Thậm chí người ta nói rằng đối với khoa học tự nhiên thì cũng chưa chắc nó chính xác hoàn toàn, tại nó có thể đúng ở trên trái đất nhưng mà ra vũ trụ thì chưa chắc nó đúng, ví dụ vậy. Mà ví dụ giờ mình nói đơn giản các bạn hơi rất nhiều lần rồi, 1+1=2 chưa chắc gì đó đúng, nó đúng về mặt toán học nhưng mà trên những khoa môn khoa học khác chưa chắc nó đúng rồi nha. Ví dụ như trong văn học là không đúng, ví dụ như trong văn học nó có câu tay với mình T2=1, T1=2, các bạn thấy không? Đó, chỉ như đó thôi là đủ để thấy là cái quan điểm của toán học khi mà áp vô văn là thấy nó đã có cái gì đó là nó không ổn rồi. Tất nhiên những gì nãy giờ mình nói ra thì nó cũng chỉ là cái tìm tòi, cũng như là những cái quan điểm cá nhân của mình. Mình không nói những gì mình nói ra ở đây là đúng, các bạn cũng có quyền có ý kiến riêng và mình hoàn toàn tôn trọng cái điều đó. Nhưng mà rõ ràng tại vì khi mà mình nói chuyện á, mình thấy nhiều người họ rất là hay đưa tình cảm của họ vô trong cái cuộc tranh luận, dẫn đến là khi mà người ta nói không đúng ý á, thì lại có cái thái độ đó là rất là gay gắt, thậm chí là tẩy chay nha, thậm chí là lớn tiếng nha, thậm chí là nhiều khi đang là bạn thân mà tự nhiên là thành ra tuyệt giao với nhau luôn. Rất là buồn cười các bạn. Tranh luận là không nên để tình cảm cá nhân nó chi phối, còn nếu mà một khi đã từng để tình cảm cá nhân chi phối rồi thì cái quan điểm sau cùng á, nó không có thể nào là một cái quan điểm mà nó khách quan được. Đúng sai chưa biết nhưng mà chắc chắn không khách quan, mà một khi đã không khách quan rồi á, thì rất là dễ mâu thuẫn.
mà đã mâu thuẫn rồi thì nó lại phát sinh ra những cái vấn đề khác nghiêm trọng hơn. Mà chúng ta phân tích ở đây thì nó đủ thứ góc cạnh. Thành ra tụ chung lại thì chúng ta nên, mà theo quan điểm của mình là chúng ta nên khách quan trong cuộc sống này. Mình vẫn rất quý dân tộc Nhật Bản, họ là một dân tộc vĩ đại các bạn. Nhưng mà rõ ràng là họ có những vấn đề của riêng họ, và ngay cả lịch sử của họ thì họ cũng có những cái vấn đề của riêng họ. Ví dụ như mình nói lúc nãy đó, so với cái chính quyền phong kiến của nước ta, chính quyền phong kiến của họ không vững mạnh bằng nha các bạn. Thậm chí là nếu lúc đó là xét ra chính quyền phong kiến của ta còn mạnh hơn đấy. Thực dân Pháp bắt đầu gây sự chúng ta từ những năm 1830, khi mà họ cho tàu chiến bắn phá, thậm chí là họ cho sứ giả đến gửi thư, thậm chí là họ không tôn trọng tới mức là họ vứt cái tờ thư đó lên cho bên bờ biển, chứ không phải là gửi đến công quán nào toàn. Nhưng mà sau cùng là gì, họ vẫn không làm được gì ta. Mà mãi đến năm 1858 họ phải nổi súng xâm lược. Còn chính quyền samurai của các shogun thì sao, các bạn thấy rõ ràng không, chỉ vài phát súng đại bác của tàu chiến Mỹ đã khiến họ phải mở cửa. Vậy rõ ràng ai mạnh hơn ai đó, vậy thôi. Nhưng mà cũng chính với lại quan trọng là gì, trong cái bối cảnh mà tất cả đều cố gắng xây dựng một chính quyền phong kiến thập quyền để mà đảm bảo cái sức mạnh của chính quyền phong kiến, như là ở Trung Quốc, như là ở Việt Nam, như là ở phương Tây, thì Nhật Bản vẫn đi theo cái lối đó là tản quyền. Khi mà họ chia đất nước của họ ra thành các phiên quốc, mặc dù là những cái phiên quốc này nó không hẳn là nó độc lập và nó mang tính tự trị cao như là những cái lãnh địa phong kiến ở phương Tây, nhưng mà rõ ràng nó vẫn có cái gì đó nó gọi là chia nước ra để mà trị, chứ không phải đó là một cái chính quyền phong kiến mà nó tập quyền. Nó không phải là chế độ phong quân, chứ không phải là chế độ quân chủ chuyên chế các bạn, mà nó vẫn là chế độ phong kiến tản quyền thôi. Chưa kể là nó còn phải rạch ròi hai mảng là thần quyền và thực quyền ra nữa, thì nó lại càng thể hiện một cái sự đó là hơi yếu kém, khi mà quyền lực chưa thể tập trung vào tay một người. Lưu ý các bạn là ở Việt Nam mình hay ở Trung Quốc thì nhà vua nắm luôn vai trò của cái thần quyền nha các bạn. Ở phương Tây thì họ vẫn mới chia cái quyền đó ra, thần quyền cho cái nhà thờ riêng. Vua vẫn phải đứng dưới giáo hội, nhưng mà vấn đề đứng dưới giáo hoàng. Nhưng mà ở phương Đông chúng ta thì vua mặc định là thiên tử là con trời thay trời chỉ dân, và ông ta có quyền với tất cả những thần linh đang ở trên quốc gia của ông ta. Tức là ông ta có quyền cho phép thờ và cấm thờ một vị thần nào đó. Nói chung là vua thậm chí còn chẳng phải sợ vị thần mà. Đồng thời ông ta cũng là cái người chủ tế cái đàn tế thần luôn. Tức là đàn năm giao, đàn tế trời, tế đất gì là ông ta đóng vai trò chủ tế, coi như là đứng đầu luôn về mặt thần quyền. Không phải đứng dưới bất cứ một cái nhà sư hay một cái thứ tôn giáo nào cả. Thì đó, nói chung đó cũng là một cái hay của chế độ phong kiến ở phương Đông mình. Nhưng mà cũng chính vì một quyền lực nó nằm quá nhiều vào tay một người, rõ ràng các bạn thấy là nó cũng mất đi cái tính dân chủ, và nó mất đi cái tính kiềm chế lẫn nhau giữa các cơ quan, thì nói chung nó cũng cái dở của nó. Tất nhiên là nếu như một quyền lực tập trung vào tay một người có tài á, thì nó tốt cho xã hội thôi. Khi đó thì nó tránh cái tình trạng đó là bè phái chia năm xẻ bảy đồ, mà nếu có thì cũng khống chế được. Nhưng mà ngược lại nếu đó là một cái vị vua bất tài thì rõ ràng chúng ta mệt rồi đấy. Mà cụ thể ở đây thì các bạn có thể thấy đó là vua Tự Đức như thế nào rồi. Chúng ta vẫn tự hào là vì chúng ta có cơ quan ngự sử là để can gián nhà vua khi mà ổng làm những gì sai. Nhưng mà những cái người làm nghề làm cái chức ngự sử quan này á, họ cũng chỉ có cái quyền đó là nhắc nhở cũng như khuyên bảo vua, vua không nghe thì họ cũng chả có cách nào để mà họ chế tài cả. Tức là họ cũng không có cách nào để ngăn vua để làm những cái việc sai trái, thì rõ ràng nó dở rồi. Đó các bạn có thể thấy, thậm chí các bạn thấy đó, ngự sử quan có khuyên thế nào Tự Đức vẫn quyết tâm đó là phải xây cái được cho bằng mình, cho mình cái lăng cho bằng được. Trong khi đó là nó quá tốn kém và nó không có lợi ích gì cho quốc gia cả. Mình cũng có làm một cái gì ta, cái thống kê cho các bạn vào bình chọn có ông vua nào báo nhất trong số 4 ông vua mình đưa ra, bao gồm là vua Tống Huy Tông nè, vua Tống Huy Tông nè, rồi Trùng Trinh nè, rồi Tự Đức nè, đúng cùng là Nicola đệ nhị, của ông nào báo nhất. Thì nói chung là ông nào báo nhất thì tùy quan điểm của các bạn thôi, nhưng mà cá nhân mình thì nói chung là mình đồng ý với các bạn, Tự Đức báo hơi bị nhiều, tại vì ít nhất là mấy ông kia còn có chút gì đó là có đóng góp. Còn Tự Đức thì mình chưa tìm thấy đóng góp của ông ta ngoài những cái đóng góp trên mặt trận đó là văn học, mà đa phần cái đó là cũng chỉ phục vụ cho ông ấy và giới quý tộc và chứ dân cũng chả được hưởng. Lưu ý các bạn là những nhà lãnh tụ khác như Bác Hồ của chúng ta là cũng có làm thơ nha, nhưng mà có điều là Bác làm thơ để phục vụ nhân dân, phục vụ anh em chiến sĩ, chứ không phải là để phục vụ cho nhu cầu cá nhân hay là một cái nhóm người ở tầng lớp trên nào đó nha các bạn. Nó khác hoàn toàn, thành ra vui lòng là không có đem cái việc đó ra để mà đối chiếu so sánh. Tại đối chiếu thì nó phải đúng, chứ còn mà đối chiếu nói rằng là Bác cũng làm thơ thì sao lại chê Tự Đức thì cái này không đúng nha các bạn. Mình không đồng ý với cái quan điểm này, mặc dù là mình là người trung lập, nhưng mà riêng ý kiến này thì mình phản đối kịch liệt luôn.
Rồi chà, mình có nhiều vũ khí quá rồi. Rồi ok. Vậy có vẻ như là hôm nay chúng ta kiếm được vũ khí tốt bằng ngọc thì khá là nhiều. Khỏi cần đến thì mình thấy lần này bữa nay mình cũng bội thu rồi các bạn ạ. 30 phút mình chơi mà mình kiếm được nhiêu đây, coi như là một phút là cũng phải 2.5 cục rồi, không có gì để chê nữa hết. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.